nói cái câu của chứ chưa đang nói nữa chừng rồi. Như lời hứa, ca khúc tiếp theo sẽ là Tìm Lại Người Xưa, rồi đến Chung Vầng Trăng Đời, rồi Gần Lắm Trường Sa nữa kìa. Bây giờ đòi thêm Gần Lắm Trường Sa, rồi đòi thêm Về Quê Ngoài, rồi đòi thêm Anh Yêu Em Như Câu Hò Vĩ Dầm. Chủ nhật chơi đẹp ga luôn. Kính mời quý vị cùng nghe cùng một chuyện tình có thật của nhạc sĩ Phạm Anh Cường và một cô gái Huế tên là cô Thủy. Cô Thủy ở làng Kim Long, bây giờ là phường Kim Long đó. Một chuyện tình có thật rất đẹp, rất buồn và rất xúc động luôn. Bài hát Sự Nghiệp của Lâm Nhật. Tìm Lại Người Xưa của nhạc sĩ Phạm Anh Cường. Ok, âm thanh hay rồi. Xuôi chuyến xe anh về nhà quen xưa miền Trung, nhớ bóng tre quê nghèo, bóng dừa nghiêng lá gió lòng bồi hồi nao nao. Con đường xưa còn đó mà người xưa có còn không, hay đã đi theo chồng về nơi xa thật xa. Anh muốn thăm một lần cho lòng vơi bớt bâng khuâng. Trọn gần năm qua anh vẫn còn day dứt vì trời xui khiến anh bối thế. Bao năm dần trôi thương đời em đã đổi, chờ anh chi em ơi, quá thời con gái rồi. Anh liếc mắt nhìn em, sao em buồn không còn giận là còn thương, còn đau là còn nhớ. Chuyện tình đã quên đừng nên kéo dài thêm. Thôi cho anh xin được nói câu tạ lỗi, đời riêng anh đây đã một lần bước rồi. Trách chi em duyên đời bao lầm lỡ, còn nặng tình xưa vừa đau buồn duyên số. Mình tìm gặp nhau đừng thức lại tình đau, thôi cố quên chuyện buồn vùi dư âm ngày xưa. Biết nói sao cho vừa chuyện tình như nắng như mưa. Những ước nguyện ngày xưa em đừng ghi vào nhớ, tình duyên kết sẽ gió trời. Cô Thủy đã chờ đợi anh Cường 10 năm. Đến ngày gặp lại, chỉ nói được một lời xin lỗi. Chờ nhau chi em ơi, qua thời con gái rồi. Rồi anh liếc mắt nhìn em, sao em buồn
giận là còn thương, còn đau là còn nhớ. Chuyện tình đã quên đừng nên kéo dài thêm. Thôi cho anh xin được nói câu tạ lỗi. Đời riêng anh đây đã một lần hướng rồi. Em trách chi em duyên đời bao lầm lỡ. Còn nặng tình xưa vừa đau buồn duyên số, mình tìm gặp nhau đừng thức lại tình đau. Thôi cố quên chuyện buồn vùi dư âm ngày xưa, biết nói sao cho vừa chuyện tình như nắng. Những ước nguyện ngày xưa em đừng ghi vào nhớ, tình duyên kết sẽ gió trời. Những ước nguyện ngày xưa em đừng ghi vào nhớ, tình duyên kết sẽ gió trời. Những ước nguyện ngày xưa em đừng ghi vào nhớ, tình duyên kết sẽ gió trời. Những ước nguyện ngày xưa. Thương quà phải cũng quý vị. Tô Tần Long hả? Chào em Long nhé. Anh Hạc quả hay, quả tuyệt vời. Dạ. Quả nhiều lắm, Nhật thấy màn hình đẹp lắm. Mọi người cả mình có dự màn hình cho Lâm Nhật đẹp không? Lâm Nhật Thiệu màn hình đẹp không Thiệu? Ok. Dạ. Màn hình rất đẹp luôn. Bài này sẽ đăng luôn. Sau khi like xong bài này, Lâm Nhật sẽ đăng luôn trên Facebook, trên Zalo, trên fanpage của Lâm Nhật, cho tất cả những fan mà Lâm Nhật không có không có bị cái bigo để người ta sẽ được xem lại á quý vị. Không phải là Lâm Nhật Hạc tìm lại ngày xưa là hay nhất đâu. Lâm Nhật không phải Lâm Nhật khiêm nhường. Em yêu anh như câu hỏi bị giọng. Ok, hôm nay chủ nhật. Anh đẹp xuất sắc anh ơi. Lâm Nhật không phải khiêm tốn đâu, mà Lâm Nhật nói chân thật từ đại lòng mình. Lâm Nhật là người đầu tiên khi nhạc sĩ Phạm Anh Cường viết bài hát này, nốt nhạc chưa có rõ mực trên trang giấy, là anh Cường đã gọi điện thoại cho Lâm Nhật và mời Lâm Nhật hát bài này. Vâng, Lâm Nhật là người hát đầu tiên bài này. Đầu tiên mình đòi cách xê dữ lắm, đòi quay một bài là 10 triệu, đòi thu một bài là 10 triệu, mà quay thành MV là phải 30 triệu. Anh Cường im lặng, anh Cường đầu dây bên kia không nói gì cả. Anh Cường chỉ nói là, ủa anh Cường không có tiền trả tiền cho em hả? Mà lúc đó anh em chưa gặp nhau ở ngoài. Anh Cường này, bạn nhà mà mời Lâm Nhật hát bài này, anh cũng bạn. Lâm Nhật hỏi vì răng rửa, thì anh mới nói là khi anh viết cái bài này, anh nghĩ đến cái chất giọng của em, cái quảng cao trầm, quảng cao của Lâm Nhật. Anh nói Lâm Nhật lên tới nốt phá là đẹp nhất, nốt mỹ, nốt phá là đẹp nhất. Và xuống anh hiểu được quảng trầm, quảng cao, quảng trung của Lâm Nhật. Anh viết như là đo đi đọng dày vậy. Sau này nhiều ca sĩ nổi tiếng cũng có, danh ca cũng có, những cái ca sĩ trẻ sau này, các bạn trẻ cũng có, nhiều người hát lại, mỗi người một phong cách, ai cũng hay cả. Lâm Nhật tự nhận không phải là mình là người hát bài này hay nhất, nhưng Lâm Nhật tin khi mà số phận tội nghiệp rung rụi làm sao trên đường đời cho Lâm Nhật được gặp nhạc sĩ Phạm Anh Cường. Cái buổi sáng, cái cuộc điện thoại của anh Cường gọi cho Lâm Nhật sáng đó, Lâm Nhật gọi là cuộc điện thoại của tình yêu, cuộc điện thoại của định mệnh, của số phận. Và anh Cường đặt cái bài hát Tìm Lại Người Xưa vào tay của Lâm Nhật. Và khi mọi người nhắc đến Tìm Lại Người Xưa, quý vị nghĩ ngay đến Lâm Nhật, thì Lâm Nhật tin đó là số phận. Một lần nữa, cảm ơn quý vị đã thương Tìm Lại Người Xưa và thương Lâm Nhật nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.